Rồi, bon san Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay bon san Kim Sơn lại về một số phôi cẩm thị rất là đẹp luôn nha. Giao lưu cùng với cả nhà luôn. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Và nếu như mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi, cây đầu tiên của tập này có mã số là 675. 675 là một phôi cẩm thị liền cốt, thân cốt đạt luôn nha. Thân cốt đạt luôn, vuốt ngọn luôn. Cái này á, mình một là mình lấy thằng này làm đỉnh luôn, hai là mình lấy thằng này làm đỉnh nè, mình phế thằng này ngắn lại. Nếu mà mình lấy thằng này làm đỉnh thì mình phế thằng này ngắn lại là ok đó. Tại vì cái thằng này nó ngay chỗ này nó có cái khớp, nhưng mà mình vẫn để đây, để đây thì coi thứ ai thích cái kiểu gì thì mình làm kiểu đó thôi, không thì mình cứ làm bình thường. Ở đây mình dựng lên rồi nó lại lại xuống là vừa luôn nha. Cây này có tổng hoành là 120. Hoành 120. Cây cao là 77 nha. Cây cao 77. Để mình đo thử cái bầu đất của nó là được bao nhiêu. Bầu đất của nó là được 65. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 4.500k bao ship luôn nha. 4.500k bao ship, cây bao sống cho mình yên tâm luôn. Tại vì cái này nó có bầu đất green. Đó, bầu green. Cây khá là đẹp, khá là lực cây nha. 4.500k bao ship, cây bao sống cho mình yên tâm luôn nha. Cây này khoảng hai người khiêng, cũng khá là nặng nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 676. 676 là một cây cẩm thị cốt lùng lực luôn nha, thân cốt đạt luôn. Cây này vuốt ngọn luôn nha. Đây mình lấy lại cái đầu này là đầu chính, rồi sau này mình sẽ lấy những cái tay này nó ra sau. Đó. Bầu đất green luôn cả nha. Đây, bầu đất green luôn. Cây bao sống cho mình yên tâm luôn nha. Cây này có hoành là 105, cây cao là 68. Có cái bầu đất hiện tại là 60. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 3.000k bao ship luôn. 3.000k bao ship, cây bao sống cho mình yên tâm luôn nha. Cây này mình làm lùng lực luôn, 3.000k bao ship. Móc đầu luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 678. 678 là một cụm rừng cẩm thị liền cốt luôn nha. Cái này nó có 4 tổng thể lớn. 1, 2, 3, 4. Nhưng có 1, 2, 3 tổng thể này là nó liền rất là chắc chắn. Nhưng có cái tổng thể đây nè, có cái thân đây nè, nó liền nhau nhưng mà có một cái rễ nhỏ thôi. Đó, nhưng mà vẫn tính là liền nha. Nói chung là cái này mình lên cái khay nữa là ok thôi. Tổng hoành của cái cụm rừng này là 203. Tổng hoành là 203, cây cao là 95. Bầu bể rễ hiện tại dài nhất là 105. Cái này phải vô cái khay cỡ 1m2. Khay 1m2 là đẹp.
Cụm này nhà vườn xin giao lưu là 5.000k bao ship luôn nha. Bao sống nhà mình yên tâm luôn. Khá là đẹp. 5.000k bao ship. Cụm khá là dài, khá là khủng luôn nha. Năm ngàn ca bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cụm này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 679. 679 là một cây cẩm thị tán green thiên nhiên, dáng thác đổ luôn nha, khá là đẹp. Cây một cốt luôn, dáng thác đổ nè, tán green thiên nhiên luôn. Cái này nó giống như thành phẩm luôn rồi nha. Cái này về mình chỉ cần sang cái chậu nữa là ok thôi, và mình chỉ tỉa tót sơ sơ nữa là ok. Cây này có cái hoành gốc là 47, cây cao là 55, tán rộng là 120, tán rộng là 120 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 2.000k bao ship luôn. 2.000k bao ship. Là một cây cẩm thị tàn rin thiên nhiên. Cây đổ dáng huyền khá là đẹp. Rất là lạ lướt luôn nha. Cái tay cành đổ nè. Đây, rất là lướt xuống đây luôn. 2.000k bao ship, rất chi là mềm luôn. Giống như thành phẩm luôn rồi nha. Cái này về mình tuốt hết cái lá rin đi, cho nó ra lại cái lọc mới nó ok hơn nha. Cây này cây bầu đất rin luôn. 2.000k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rất là đẹp. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 680. 680 là một cây cẩm thị cốt nha. Cây này thì không có bầu đất. Cây này thì bị bể bầu nha. Cây này thì mình giao lưu không bao sống. Nếu vị nào thích feel thì mình giao lưu luôn. Nói chung cây này á, về mình trồng một phát một luôn thì nó ok. Chứ mà khi mà nó đang bung mầm mà mình chuyển đi thì nó rất là nguy hiểm. Nói chung là cây này á, nó giống như bằng lăng phô vậy. Một là mới về, hai là sống khỏe luôn. Chứ mà lương ương là cũng rất là dễ nha. Tại vì nó không có bầu á, cho nên là nó cái rễ con nó rất là dễ bị hư. Đó. Nên là cây này mình giao lưu là 50-50 nha. Còn mấy cái cây kia thì nó ổn định rồi. Mấy cây kia thì nó có bầu rất rin rồi thì nó thấy hơn. Nhưng mà không sao, nói chung là cây này thì mình nói trước tình trạng như vậy thôi, để sau này khỏi mít lòng với nhau. Cây này có hoành là 133, cây cao là 70, cái bệ đất bầu ươm cũng 70 luôn nha. Dài nhất là 70. Cây này mình xin giao lưu là 1.700k bao ship nha. 1.700k bao ship. Tỷ lệ 50-50 luôn. Cây này mà sống thì cũng khá là đẹp. Còn cây này mà sống khỏe thì cái mức nó không có ở cái mức đó nha. Nói chung cái gì nó không có cái mức của nó cả. 1.700k bao ship. Rồi xin qua cây này luôn. Này cũng đã kết thúc lô. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình cứ liên hệ số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook nhà vườn luôn. Nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn.